Vậy là một tuần làm việc cũng đã trôi qua rồi. Cả tuần thì Khánh chỉ mong tới ngày này thôi nè. Thường cuối tuần thì mọi người sẽ làm gì ha? Với Khánh thì đây là khoảng thời gian dành cho gia đình và bản thân. Khánh sẽ dành trọn một buổi sáng để tận hưởng sở thích cá nhân của mình. Đơn giản thôi, như là một buổi spa tại nhà để yêu chiều bản thân của Khánh. Khánh thì thích sử dụng các loại tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, có nguồn gốc tự nhiên. Như là loại mà Khánh đang sử dụng nè, có hạt tẩy không quá to nên là độ tẩy nó vừa phải, sẽ không có làm tổn thương da được. Và cái việc mà mình duy trì thói quen tẩy tế bào chết 1-2 lần một tuần á, thì sẽ giúp cho lớp da của mình sẽ loại bỏ được những cái phần da dư. Và khi đó thì da của mình nó sẽ sáng hơn và hấp thụ dưỡng chất dễ hơn. Như vậy da cũng sẽ mịn màng hơn nữa. Nhà Khánh có rất là nhiều nến thơm mọi người thấy đó. Và Khánh rất là thích đốt nến, bởi vì cái hương thơm của nến mỗi lần mà bay lên thì làm cho tinh thần của Khánh cảm thấy rất là thư giãn. Tuần qua thì lịch quay của Khánh hơi dài, phải make up nè, mà quay lại toàn ở ngoài nắng nữa, nên là da của Khánh rất là dễ khô và nhìn có vẻ thiếu sức sống nữa. Cho nên cuối tuần thì Khánh quyết định là mình sẽ tút tát làn da của mình lại bằng cách là đắp mặt nạ cấp ẩm trên sau. Và hôm nay thì Khánh sử dụng máy đắp mặt nạ UFO và chọn loại mặt nạ Make My Day của Foreo để make new weekend với Khánh luôn. Lý do mà Khánh sử dụng mặt nạ Make My Day ngày hôm nay là bởi vì thành phần HA và tảo đỏ trong mặt nạ này sẽ giúp cấp ẩm cho da và sẽ làm cho da của Khánh căng bóng ngay tức thì. Và đặc biệt nữa là sẽ bảo vệ da của Khánh trước sự ô nhiễm của môi trường nữa. Là Khánh rất là thích cái nhiệt nóng mà máy đang tỏa ra trên mặt Khánh nè. Ở đây thì Khánh đang cảm nhận rằng là lỗ chân lông trên da mình nó đang giãn ra từ từ. Và Khánh cũng cảm nhận được là dưỡng chất cũng đang bắt đầu thẩm thấu vào da của Khánh. Rất là sâu, rất sâu luôn mọi người. Thực sự là cảm thấy thư giãn vô cùng. Máy đang chuyển qua chế độ rung rồi nè mọi người. Cái nhịp rung của nó làm cho Khánh cảm thấy rất là thích. Tại vì giống như là mình đang ở trong spa vậy mọi người. Mình hình dung mình đang nằm và có một nhân viên massage đang massage nhẹ nhẹ trên da mặt của mình. Cảm thấy rất là dễ chịu. Đó đó mọi người thấy chưa? Đèn bắt đầu chuyển màu rồi nè. Với đèn led màu xanh lá. Và sẽ giúp cho da của mình tươi tắn hơn, mạnh khỏe hơn và sáng nhất có thể. Đó mọi người chỉ cần massage nhẹ nhàng như vậy thôi. Từ từ, thư giãn và tận hưởng những giây phút sảng khoái nhất như bây giờ. Mỗi lần mà Khánh mệt mỏi hay làm việc căng thẳng thì máy đắp mặt nạ UFO luôn là lựa chọn ưu tiên của Khánh. Bởi vì không chỉ giúp cho da của Khánh được phục hồi, tươi tắn trở lại mà còn cho mình cái cảm giác như là đang ở trong spa vậy. Như vậy là Khánh đã xong một liệu trình đắp mặt nạ trong ngày cuối tuần rồi nè. Lúc nãy thì da của Khánh có phần hơi thô ráp và sần sùi hơn. Nhưng bây giờ sau khi được cấp ẩm bằng mặt nạ Make My Day thì da của Khánh đã có phần mỏng nước hơn, căng hơn và sáng bóng hơn nữa. Và ở đây thì phần tinh chất còn dư lại trong mặt nạ còn rất nhiều. Thì nếu mình có thể muốn, mình vẫn có thể chạy tiếp tục 2-3 lần ở trên mặt của mình cũng được. Hoặc thì mình sẽ sử dụng cho tay và cổ của mình để làm cho da tay và cổ của mình cũng sẽ mềm mại giống như da mặt vậy. Và sau tất cả những công đoạn spa tại nhà thì bây giờ làn da của Khánh đã được chăm sóc và nghỉ ngơi tuyệt đối. Và cảm giác của Khánh bây giờ là thoải mái cực kỳ. Thank you.
Khánh rất thích mỗi buổi sáng và cuối tuần được nhâm nhi ly smoothie và đọc những cuốn sách mà mình yêu thích. Những hoạt động như thế này cho Khánh cảm giác như là năng lượng mất đi của mình trong một tuần vừa rồi đang được sạc đầy trở lại. Con gái tụi mình thì hãy nhớ chăm sóc sức khỏe, làn da và đặc biệt là tinh thần. Bởi vì để có một tinh thần thoải mái là chúng ta đang nuôi dưỡng một nguồn năng lượng tích cực. Đừng quên yêu thương mình và hãy dành thời gian chăm sóc cho bản thân nhiều hơn, cũng như cách mà Khánh đang yêu thương bản thân của mình ngày hôm nay nha.